Sáng nay ngày 17 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Phúc Thành kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, cựu học sinh nhà trường. Về phía tỉnh Hải Dương có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Dương Thái và các thế hệ giáo viên, học sinh. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn của môi trường miền núi, các thế hệ giáo viên và học sinh Trung học Phổ thông Phúc Thành nỗ lực phấn đấu đưa nhà trường trở thành cơ sở giáo dục trong top đầu các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành đem trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết góp phần xây dựng quê hương đất nước, đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý chủ chốt từ trung ương đến địa phương và những doanh nhân thành đạt trở thành tấm gương cho các thế hệ học sinh noi theo, góp phần tô đậm truyền thống vẻ vang của nhà trường. Tặng hoa chúc mừng và trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Trường Trung học Phổ thông Phúc Thành đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định những thành quả mà nhà trường đạt được có sự miệt mài cống hiến của các thế hệ giáo viên, sự cố gắng của các thế hệ học sinh, sự chăm lo của gia đình, sự quan tâm của ngành giáo dục và cấp ủy chính quyền các cấp. Với truyền thống hiếu học của học sinh các xã khu vực Tây Bắc và Tây Nam An Phụ, thị xã Kinh Môn, kết hợp với sự năng động sáng tạo và lòng yêu nghề của tập thể sư phạm, dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp chồng người, Trường Trung học Phổ thông Phúc Thành sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của cơ sở giáo dục có chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh Hải Dương, giàu truyền thống văn hiến, hiếu học và khoa bảng.